cầu thủ người Đức muốn thực hiện một cú bắt vô lê. Grealish, tiếp tục là Grealish và De Bruyne. Holland! De Bruyne cuối cùng cũng đã trả mốc 100 pha kiến tạo trong lịch sử của dòng đá ngoại lành. Những ngôi sao sáng nhất của họ đã là những người lên tiếng. Grealish không đá cánh trái trong tình huống này mà anh dạt vào khu vực trung tuyến, thực hiện đường truyền tiền kiến tạo cho De Bruyne trước khi tuyển thủ người Bỉ tạt bóng cho Erling Haaland ghi bàn. Quả tạt có điểm rời, không thể che vào đâu được của Kevin De Bruyne. Và Erling Haaland đã làm một công việc quen thuộc là ghi bàn vào lưới của đối phương. Nhẹ nhàng và chính xác. Erling Haaland điên tên mình lên bảng điện tử. Trận gần nhất của mình ở ngoại hạng và đây là thành tích tốt nhất của họ trong mùa giải năm nay. Grealish. Erling Haaland. Nào anh lại thể hiện phong cách quen thuộc để ăn mừng bàn thắng thứ 30 tại dòng đá ngoại hạng. Trận lượt về khi đối đầu với Southampton. Southampton đã không còn có thể giữ được một cự ly đội hình tốt giống như hiệp 1 nữa, bởi vì họ đã phải dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Và đó là thời điểm mà Man City khai thác những khoảng trống. Grealish là người đã kiến tạo trong tình huống bắt vô lấy đẹp mắt của Erling Haaland. Đường chuyền không thể vừa tầm hơn của Jack Grealish. Số 9 và số 10 vừa vừa với nhau tạo ra bàn thắng thứ 3 cho Manchester City. Cơ hội để cho tiền đạo người Na Uy có bàn thắng thứ 31 tại giải bóng đá ngoại Anh mùa giải năm nay. Erling Haaland! 2-0 cho Manchester City. Pha lập công thứ 31 của Erling Haaland tại Premier League ở mùa giải năm nay. Qua đó giúp cho anh tạo ra cách biệt 8 bàn thắng với người đang xếp sau mình, đó là Harry Kane của Tottenham Hotspur. Kevin De Bruyne, cơ hội phản công cho đội chủ sân Etihad. Erling Haaland! Erling Haaland! Cú đúp được hoàn tất bởi tiền đạo người Na Uy. Một tình huống để mất bóng của Rubinho, ngay lập tức thì Kevin De Bruyne đã trừng phạt sai lầm này. Khoảng trống rất nhỏ giữa khe hai trung vệ, giữa Harry Suta và Vafes. Và chỉ cần có như vậy, Erling Haaland đã hoàn tất cú đúp bàn thắng của mình. Pha lập công thứ 47 của Erling Haaland trên mọi đấu trường cho Manchester City ở mùa giải năm nay. Trong một giai đoạn thăng hoa của đội bóng này và hai lần là trước câu lạc bộ Chelsea, xử lý rất tốt. Kevin De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne sự cho tài năng của Kevin De Bruyne, Man City đã chuẩn bị rất kỹ cho những tình huống pressing của Arsenal ở bên phần sân của mình. Một đường bóng dài lên phía trên, Haaland làm tường và Kevin De Bruyne đã hành ngang hàng thủ của Arsenal trong pha bóng này. Bằng tốc độ, bằng bước chạy và bằng một pha dứt điểm rất lạnh lùng vào góc gần. Và đó là một tình huống mà Man City đã chơi bóng dài trước Arsenal. Ở trong trận đấu lượt đi thì đó là trận đấu mà Man City có tỷ lệ chuyền bóng dài cao nhất. Và ngày hôm nay họ cũng đã đánh bại Arsenal từ một pha bóng như vậy. Arsenal lại tiếp tục cố gắng gây sức ép bên phần sân của Man City, nhưng đây lại là cơ hội mà Haaland mở ra cho Kevin De Bruyne. Vẫn là Kevin De Bruyne! Không vào! Có lẽ đây là cái cách mà Pep Guardiola dành sự bất ngờ cho Arsenal. Erling Haaland đang là chim mồi và đang là người tạo ra những đường kiến tạo cho Kevin De Bruyne.
De Bruyne chờ đợi Haaland di chuyển. Erling Haaland tiếp tục quan sát Kevin De Bruyne, vẫn là Haaland. Sự xuất sắc của Aaron Ramsdale vừa cứu thua cho Arsenal. Jack Grealish pha thoát xuống của Erling Haaland, dứt điểm ngay. Cú đá rất căng của cầu thủ Na Uy. Ở Jesus, người thế chỗ Jesus ở vị trí trung phong của Man City đến lúc này. Erling Haaland đã thể hiện quá tốt ở mùa giải năm nay, cũng có những đường truyền học. Nhưng điều quan trọng là Man City luôn có cách hóa giải sau đó. Erling Haaland lại là cơ hội. Haaland không vào. Đây là cái cách mà Man City chuyển đổi trạng thái, vẫn là đỉnh cao. Mọi thứ cực kỳ đơn giản và những cầu thủ của họ luôn đưa ra một giải pháp thật nhanh để hướng về khung thành của đối phương. Lần thứ 3 dứt điểm trong trận đấu này của Erling Haaland đã tạo ra với các hậu vệ ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Và qua người rất hay của Gundogan, và đây là Erling Haaland. Lại phải dành lời ngợi khen cho Aaron Ramsdale. Nhưng trước đó các hậu vệ của Arsenal đã chơi quá hớ hình trước tình huống đi bóng của Gundogan. Mà cụ thể ở đây là Thomas Partey đã để qua người cực kỳ dễ dàng. Haaland trận này đã có những vị trí dứt điểm khác nhau trong vòng cấm địa của Arsenal, từ góc rộng, góc hẹp, nhưng anh đều chưa thắng được Aaron Ramsdale. Ở bên ngoài, Arteta vẫn còn Leandro thoát xa. Pha gài người rất hay của Erling Haaland, và bây giờ anh đối mặt với Ramsdale. Juan Aaron Ramsdale. Đường chuyền cầu thả của Odegaard, phản công cho Man City. Haaland, Kevin De Bruyne, De Bruyne. Xuất phát từ sai lầm ở khu vực giữa sân với đường chuyền non của Odegaard. Quá đơn giản khi mà bộ đôi của Man City ngày hôm nay đã thực sự là bắt nhịp với nhau trong từng hơi thở. Rất đơn giản và gọn gàng. Haaland có thể mất rất nhiều sức trong những tình huống dứt điểm nhưng không đánh bại được Aaron Ramsdale. Còn với Kevin De Bruyne thì khác hẳn. Sút một quả bóng qua hai chân của Rob Holding phá vỡ kỷ lục, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Erling Haaland! Đúng là chưa hết giờ thì chưa nói được điều gì. Ôi. Đúng một bàn, và Haaland còn cho mình 7 trận đấu nữa. Và kiến tạo rất hay của Phil Foden, dù nó có sự trợ giúp một phần may mắn khi đã chạm vào chân của Rob Holding. Đó đã là bàn thắng thứ 49 của Haaland trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, và 48 bàn trong số đó nằm trong vòng cấm địa của đối phương. Erling Haaland! Mở đấu trường trong một mùa giải, và là người đầu tiên kể từ Tom Waring của Aston Villa làm được điều này vào năm 1931. Và đến nay cũng đã cả 100 năm trôi qua. Một cú đá penalty khiến cho Ben Leno dù đoán trước được hướng bóng nhưng cũng không chạm tay được vào bóng và bất lực trong việc cản phá. Johnstone kiểm soát tuyến giữa khá hay. Erling Haaland lại chuyền bóng cho Jack Grealish ở bên phía cánh trái. Grealish lần này đã làm cú đá tốt hơn chăng, nhưng chưa đủ tốt bởi vì bóng vẫn tìm đến xà ngang. Jack Grealish có lần thứ hai trong trận đấu này ở vào một trạng thái khá thoải mái. Một khoảng không đủ lớn để anh căn chỉnh. Lần này thì Grealish đã tung ra được một cú đá tốt hơn so với lần đầu tiên, thì bóng đã vượt qua được đôi tay của Ben Leno, nhưng nó vẫn chưa vượt qua được xà ngang khung thành của thủ thành người Đức. Leno vẫn đã kịp chạm tay vào bóng, và đó là điều quan trọng.
Jack Willis. Chuyền vào Holland. Nếu chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai cho Linh Holland.